Ông bố Trung Quốc chi hơn 20 tỷ đồng Việt Nam xây trường mẫu giáo cho con trai. Chúng ta đã nghe nói về những bậc cha mẹ luôn cố gắng hết sức để đảm bảo cho con mình hạnh phúc. Mới đây, một người cha ở Trung Quốc đã làm điều hết sức đặc biệt bằng cách xây dựng trường mẫu giáo của riêng mình cho con trai 3 tuổi của mình. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 22 tháng 4, người cha họ Lý đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc chia sẻ rằng anh ta đã chi 6 triệu nhân dân tệ là khoảng hơn 20 tỷ đồng tiền Việt Nam cho trường mẫu giáo tư nhân của mình. Anh đã thiết kế những chiếc cầu thang, nhà vệ sinh sặc sỡ và khu vườn trồng cây ăn trái. Anh chia sẻ, tất cả các thầy cô và các em có thể trượt từ tầng 2 xuống, họ sẽ hạnh phúc biết bao. Trường cũng tự hào có một hệ thống sưởi ấm ở dưới sàn. Mùa đông ở đây quá lạnh. Tôi sẽ làm gì nếu con trai tôi bị cảm lạnh? Anh Lý nói thêm. Mặc dù được thiết kế công phu, nhưng trường mẫu giáo vẫn được xây dựng trong vòng chưa đầy 7 tháng, đúng thời điểm con trai anh bắt đầu đi học. Trong ảnh chụp màn hình hóa đơn cho thấy 50.000 nhân dân tệ đã được chi cho việc thiết kế trường học, trong khi chi phí trang trí và cảnh quan lên đến hơn 5 triệu nhân dân tệ. Lý nói, tôi muốn tạo ra một môi trường mẫu giáo ưng ý cho con trai mình. Ngoài ra, trường mẫu giáo của Lý thu học phí là 3.980 nhân dân tệ mỗi kỳ và khá nhiều trẻ em đã đăng ký học tại đây. Câu chuyện của Lý lan truyền trên mạng với cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về cách nuôi dạy con cái của anh ấy. Một số khen ngợi anh ấy trong khi những người khác cho rằng đó là cách nuôi dạy con kém và anh ấy quá nuông chiều. Một người nói, tại sao tôi không có một người cha như vậy, tôi thật ghen tị. Một người khác lại viết, vậy trong 3 năm nữa ông ấy sẽ xây thêm trường tiểu học cho con trai mình. Một người khác nói, anh ấy chắc chắn sẽ làm hư con trai mình. Trong khi một người khác không đồng tình thì nói, anh ấy đang khoe khoang phải không? Còn các bạn cảm nhận như thế nào thì hãy cho tôi biết bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.